âm u là nó quyết định mình nói tiếng Anh có hay hay không. Âm có hai trong tiếng Anh có hai âm mà nó xác định nói tiếng Anh hay hay không, là âm u và âm ví dụ như là hơ, âm nó là hơn hơn ha. Ok, tiếp theo cái cưa ha, hay là cái từ quá khứ đơn của từ si á, nó cũng đọc là su u su, được chưa? Su. Ok, tiếp theo luật pháp này. U lô à, có nhiều đứa đọc nó lao lao hồi ha, lao tí rồi rồi vô vô hả à, bà ông tí ra lao đây, lù lù. Ok, tiếp theo nè à, cà phê. Cái thằng này có hai cách đọc, một là đọc thành âm o, ok, coffee, hai là mình đọc thành âm u, coffee, ok, coffee. À, đây nó mình đang học âm u thì đọc là khô. Thì hỏi là would you like some coffee? Vô công ty mình học đều uống cà phê, mình hỏi đứa bạn mình hỏi là mày có thích uống cà phê không? À, uống cà phê không? Would you like tiếp theo này, ông chủ này. Oh, bo, boss, boss, boss. Cái okay. Lô rùm nè. Ok, hiểu giặc đó ha. Tiếp theo con ngựa. Ô, hô, horse, horse, horse. Short, short. Nó là anh ấy cá thấp hơn. He is a little bit short. Short. Okay. Cái chữ dấu tính phong nó thì mình đọc sao? Nó sẽ là cái miệng mình đưa với trước như này nè, phát âm short. Được chưa? Rồi tiếp theo. À, số 4 nè, số 4 với lại cái từ full đó, trước đó, F-O-R đó, cái miệng luôn đó. F-O-R đó, chó, nghĩa đến việc tương đối là nghĩa là chó, thì nó đọc nó đồng âm khác nghĩa với thằng này ha, đọc như nào? U U U U, được chưa? Nó phải là for, không phải là for, nó sẽ là U. One, two, three, four. Four. Ok, tiếp theo số 4, 10. U U E T, trọng âm nhấn đầu tiên đúng không? Lá là forty, forty, forty. Rồi buổi sáng nè. U mô, âm y ngắn học chưa? Học rồi đúng không? E N N Morning, morning, good morning, good morning, ok, then, ok. Từ tiếp theo không phải là morning, morning đâu nha, morning, mai lên công ty nói good morning, ta hết hồn luôn ha, good morning. Tiếp theo nè, cái chán nè. Four, head, la la. Forehead, 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 hole. Tiếp theo số 15 nè. E P Fist, fist. La la. Nó nhấn âm đầu đúng không? Office, office, office nó nha. Office, ok. Office à. Đúng, mình học cái từ nào mình học rồi á thì mình cố gắng mình đọc cho nó đúng, đọc đi đọc lại cho nó nhớ ha, cho nó đúng chứ đừng có sao đọc sai nữa thì nghe nó mất công, nó phí công mình. Tiếp theo, từ tiếp theo nè, cái từ này á tụi Mỹ nó đọc là often, còn tụi Anh nó đọc là often, được chưa? Thì mình đang học ở đây nó phiên âm theo kiểu Mỹ thì mình phải đọc often đi ha. Ok, đọc nè. Often, often. I often go to the bin. Tiếp
tiếp theo này. Ô, đánh mất này. Ô, lô, lose, lose, lose. Okay. Tiếp theo này, tác giả. Ô, ơ, thơ, thơ, ô, thơ, ô, thơ, ô, thơ. Tiếp theo này, được sinh ra ha, đó là cái quá khứ văn từ của cái thằng bear là u bù 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 bù. Đó là tôi được sinh ra ở Vũng Tàu. So I was born in Vũng Tàu province. Tiếp theo này, nước ngoài ở nước ngoài. U phu e re re foreign foreign. Tiếp theo này, u soul soul soul. Tiếp theo này, à bắt lấy nè, mình nhớ mấy cái thằng này nè. À, khi mà mình thấy gì a u g t dài ngoằn ngoèo đó, ok, hoặc là o u g t thì nó chỉ là nó phiên về thành âm u hết, ok, âm u hết và cắn cuối thôi, được chưa? Đọc nè, u su su u khu khu khu, yeah, u phu phu boat, mua này, u bo boat boat, được chưa? À, dạy học này, u taught taught taught, chưa rút khỏi hay là rút tiền hay là rút gì đó, được chưa? Okay. Quê u tru là lá with u. Như mình đọc lại tên này nè. With room. Ok. With room. Ok. Ví dụ nó là tôi đi rút tiền. I go to the ATM to withdraw money. Ok. Withdraw. Ok. Cái bài How to Speak sẽ chỉ cho mọi người đọc hết luôn. Ok. Đây cái bài How to Speak. Đọc khi mà nó nhuyễn 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 như cháo lòng luôn á. Cái lúc đó mới cái bài này, nếu như ai luyện được cái bài này qua được cái thấy cái bài này á, là coi như học được là 20% âm rồi đó nha. Chỉ cần just once. Ok. Quốc nè. Mình sẽ đọc từ đầu đến cuối luôn ha. Ok. Sau mọi người về nhà mọi người tự mở cái này lên coi là cách đọc và đọc cái bài này cả bài cho mình, được chưa? Được chưa? Ok. Đọc này. Rất chậm đi. How to speak perfect English good afternoon, ladies and gentlemen. Please don't think that learning English is too difficult. Everything can be mastered if you work hard and practice enough. You can speak wonderful English
and have perfect pronunciation if you just remember that learning a foreign language takes time. Try to find a friend so that you can study and practice together. Don't bother worrying about your mistakes. Use tapes with charming voices and pronunciation. Em biết chế có phải là không sao biết chế ngồi nhìn ngẩn ngơ vậy? Có không vậy?